đến nơi thật xa, biết làm bài ca về em. Yeah. You make me crush, 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 crush on you. Make me crush, crush, you make me crush. Anh có khoảng 10 mối tình đổ lại. 10 mối tình đổ lại. Anh chơi game audition và quen được một bạn nữ ở trên đó. Thì có lần cái lúc mà chia tay, bạn đó kiểu ngồi ngoài tiệm net khóc. Sau đấy thì lại chuyển sang yêu gần. Chuyển sang yêu gần thì kiểu anh cũng quen được một bạn nữ, cũng yêu nhau được khoảng 3 năm. Và sau đó thì tụi anh chia tay tại vì anh thấy bạn khác đẹp hơn. Chia tay người yêu ngay đêm 30 Tết luôn. Kiểu pháo bông vừa bắn lên cái bùm, với nước mắt mình nó chảy xuống. Nó cùng nhịp như vậy luôn á, rõ ràng nó cùng nhịp như vậy luôn. Thế thì anh có cảm thấy là anh có nhiều tổn thương trong chuyện đấy không? Không, thật ra anh là người gây tổn thương cho người ta. Nhiều khi em thấy anh cười vậy chứ trong lòng mình đang đau quá. Để gây ấn tượng với anh thì anh nghĩ là nhỏ nhắn xinh xắn, lịch sự, có một chút tài lẻ. Yeah. Như kiểu đang nói mình ấy. Như kiểu đang nói mình ấy. Gu cao từ 1m7 trở lên anh nghĩ là anh không đủ tiêu chuẩn. Nhưng anh muốn xem thêm bạn này không hay là anh không? Không, quay trái luôn. Rất dứt khoát, tôi thích cái sự dứt khoát này. Thích người có nụ cười đẹp, vậy không biết nếu như mà anh có nụ cười lạ thì không biết bạn còn thích hay không. Nhưng mà anh nghĩ bạn này sẽ không thích anh đâu, cho nên anh sẽ quẹt trái.